Từ thành phố Bắc Giang, tôi đi theo con đường tỉnh lộ 298 qua thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, bến phà Đồng Việt nối hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã đưa tôi đến địa bàn phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, nơi có khu di tích Kiếp bạc Côn Sơn. Hôm nay tôi về đây đúng vào ngày trải hội. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một rừng cờ hoa rực rỡ, cảnh tượng tấp nập của khách thập phương đi trải hội tôi vào thăm khu di tích kiếp bạc. Kiếp bạc nằm trong một thung lũng chủ phú xanh tươi, ba phía có dãy núi, hình, tay ngai với hai nhánh nam tảo và bắc đầu bao bọc. Phía còn lại là sông Lục Đầu, nơi hội tụ của sáu con sông, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và nhánh sông chính của sông Thái Bình, tạo thành thế rồng trầu hổ phục sông tạo thành minh đường rộng rãi. Kiếp bạc là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ chấn giữ cửa ngõ phía đông kinh thành Thăng Long xưa, thủ đô Hà Nội ngày nay. Như đã được trời bày đất dựng, kiếp bạc đắc địa về phong thủy có vị trí hiểm yếu về quân sự, có tứ linh quần tụ, trung đúc khí thiêng. Bởi thế sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258, quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đã chọn kiếp bạc làm trung tâm chỉ huy của phòng tuyến quân sự vùng Đông Bắc, kéo dài từ biên giới Lạng Sơn qua ải Chi Lăng. Nội bàng theo sông Lục Nam qua Lục Đầu Giang, Bạch Đằng ra Biển Đông, nhằm tạo trận thủy đồ, thủy bộ, hợp thành, tiến thế, công, thoái, thế thủ. Để chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285, và lần thứ ba năm 1288 giành chiến thắng lừng lẫy. Sau khi Trần Hưng Đạo mất để tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với đất nước, nhân dân địa phương đã lập đền thờ ở vị trí trung tâm chỉ huy xưa, đặt tên là Kiếp Bạc và tôn ông là Đức Thánh Trần. Điểm nhấn tham quan của khu di tích này là đền Kiếp Bạc, hai bên là chùa Nam Tào và chùa Bắc Đầu. Dời kiếp bạc đi khoảng 9 km Côn Sơn kiếp bạc Tôi đi sang chùa Côn Sơn Côn Sơn từ lâu đã trở thành một điểm di tích rất quen thuộc Thấm đậm trong tâm hồn mỗi người dân tộc Việt Nam Côn Sơn yên tử Quỳnh Lâm Nếu ai chưa đến thiền tâm chưa đành Côn Sơn xưa thuộc phận xã Chi Ngại huyện Phượng Sơn Lộ Lạng Giang Nay là phường Cộng Hòa thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chùa Côn Sơn tên chữ là Thiên Tư Phúc Tự, nghĩa là chùa được trời ban cho phúc lành. Chùa Côn Sơn còn có tên nôm là Chùa Hun. Tương truyền nơi đây là nơi đút củi, làm than và đã từng diễn ra trận hỏa công hôn giặc dẹp loạn 12 sư quân của Đinh Bộ Lĩnh ở thế kỷ thứ 10. Côn Sơn vốn được coi là tôn quý của đất trời đất thiêng đối đãi âm dương sắc đẹp tựa chốn bồng lai nơi hội tụ danh nhân của mọi thời đại ở thế kỷ thứ 13, sau khi dẹp xong quân nguyên mông củng cố triều chính đức vua trần nhân tông đã nhường ngôi cho trần anh tông lên yên tử tu hành sáng lập ra thiền phái phật giáo trúc lâm của quốc gia đại việt mục đích cao cả của thiền phái trúc lâm là thống nhất tam giáo phật giáo nho giáo và đạo giáo để quy tụ muôn dân lấy thần quyền phục vụ cho vương quyền, củng cố vương triều và nền độc lập dân tộc. Ngày 23 tháng Giêng năm 1334, quốc sư Huyền Quang viên tịch tại Côn Sơn, Thái thượng hoàng Trần Minh Tông đã ban phước hiệu và xuất ngân quý để xây dựng đăng minh bảo tháp cho sư tổ ở sau chùa ngày dỗ tổ huyền quang đã trở thành ngày lễ hội truyền thống của chùa côn sơn chùa côn sơn được khởi dựng ở cuối thế kỷ thứ 10 mở rộng và hoàn chỉnh ở cuối thế kỷ thứ 14 và được trùng tu tôn tạo ở các thế kỷ thứ 15, 16, 17. Theo văn bia, chùa xưa là quần thể kiến trúc nguy nga lộng lẫy, gồm 83 gian có kiểu phẩm liên hoa, với 385 pho tượng, các công trình lập ngói thanh lưu ly, trông xa long lanh như ngọc biếc. Do bụi mờ của thời gian và chiến tranh tàn phá, những kiến trúc xưa nay đã không còn. Ngày nay, ngoài hai chân đá, chạm khắc cánh sen và một số ngói mũi hài có từ thời nhà Trần, thì các công trình đều được trùng tu tôn tạo từ thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 20 và những năm gần đây.